Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư nguồn vốn nhằm thực hiện hoạt động mua, xây dựng, nhận chuyển nhượng để bán chuyển nhượng, tức cho thuê lại hoặc cho thuê mua bất động sản, thực hiện việc mua bán dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lời. Nội dung trong khóa học bất động sản được chia làm 3 nội dung chính. Các nội dung liên quan đến khai báo dữ liệu đầu kỳ. Các bạn sẽ được tìm hiểu về việc bàn giao sổ sách của kế toán cũ, nắm được các nội dung, số liệu cũng như quy trình của một công ty. Thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ để chúng ta có được một báo cáo liên tiếp theo các năm. Bao gồm nhập dữ liệu liên quan đến công nợ phải thu phải trả, số lượng tồn kho của năm trước, bảng phân bổ công cụ dụng cụ, bảng trích khấu hao tài sản và các tài khoản liên quan đến số dư còn tồn của năm trước chuyển sang. Thực hiện việc so sánh kiểm tra và đối chiếu giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết các tài khoản. Ở nội dung thứ hai, các bạn sẽ được làm trên các chứng từ thực tế của công ty bất động sản, hạch toán các nội dung liên quan đến chi phí mua vào, các chi phí liên quan đến mua công cụ, tài sản, các nội dung liên quan đến phản ánh đối với doanh thu của mảng bất động sản, các nội dung liên quan đến tiền lương và trích bảo hiểm xã hội, thực hiện việc tính giá thành của mảng dịch vụ bất động sản, thực hiện việc phân bổ chi phí để tính vào giá thành đối với từng mảng dịch vụ, theo dõi các chi phí xây dựng cơ bản của từng dự án để đối chiếu phân loại với dự án để xây dựng giá vốn của mảng bất động sản đầu tư một cách hợp lý và chuẩn nhất, hướng dẫn việc lập tờ khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, điều chỉnh sai sót khi lên tờ khai. Ở nội dung thứ ba, chúng ta sẽ hoàn thành sổ sách báo cáo tài chính trong công ty bất động sản, cân đối các chỉ tiêu trên bảng cân đối tài khoản trước khi nộp báo cáo tài chính, cân đối các tỷ trọng trong báo cáo, hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, hướng dẫn hoàn thiện một bộ báo cáo tài chính trong công ty bất động sản, bao gồm báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính, thực hiện việc in sổ sách, kết xuất và lưu giữ nội bộ cũng như kinh nghiệm khi thanh tra quyết toán thuế. Đó là các nội dung chính khi tham gia vào khóa học trong công ty bất động sản. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hương, các bạn sẽ được lựa chọn phương thức học phù hợp, bao gồm các hình thức tự học, học tập trung, học online, một giáo viên kèm một học viên. Và đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được học trên giáo trình online, trang web riêng kế toán Việt Hưng.com, nhấn vào xem giáo trình online. Đây là giáo trình online liên quan đến khóa học tổng hợp trong công ty bất động sản, được chia làm theo từng phần. Ở nội dung liên quan đến khai báo đầu kỳ, các hóa đơn chứng từ phát sinh cho đến khi lên báo cáo tài chính. Trong đó phần 1, phần 2, phần 3 là các nội dung để cho chúng ta xem và tham khảo. Mỗi một chứng từ, một hóa đơn sẽ là một video hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ và hạch toán trên phần mềm để các bạn tham khảo trước khi đăng ký các khóa học. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận lộ trình tư vấn khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm hoặc gọi đến hotline số 0988 680 223 để được hỗ trợ và tư vấn ngay hôm nay.